À em nghĩ rồi. Có cái trò gì mà anh em mình chưa chơi bao giờ? Em nghĩ rồi. Gì? Hai anh em mình đua xe đạp. Đua xe đạp á? Ừ được không? Ừ được đấy. Đua xe đạp hay đấy. Ừ được chưa không? Chưa bao giờ anh em mình đua xe đạp, thử đua xe đạp. Nhưng mà xe đạp nhà thì có cái nào? À đâu? Đây, nè, em có một cái rồi, nhà anh có một cái rồi, anh xem anh đi kiếm đâu đi. Đây, xe đạp của mẹ anh ấy một cái. Em đây có một cái rồi. Đây, xe đạp của Vinh Trần Đẻ. Ừ. Hay là thế à? Ừ, nhà có hai cái rồi, bây giờ tôi sẽ đi mượn một cái xe đạp nữa để về đua. Đây là nhà bà tôi có mỗi một con xe đạp này thôi. Thôi mượn tạm vậy. Được, mang con này về đua. Con xe đạp của tôi thì nó nhìn nó rất là cũ. Kiểu như là xe đạp này lâu rồi, chắc từ năm 9 mấy rồi. Nói chung là xe đạp của tôi rất là cũ nhưng mà nó chỉ cần đi được là được. Thử đi thử xem nào. Đi thử đi. Đi được mà, thấy bà vẫn đi làm mà. Được. Đấy, được đấy. Được mà. Ngon không, ngon không? Được. Xe con là xe mới, mua được năm ngoái, mua cho mẹ đi. Ừ. Xe chuyên đi chở rác các bạn. Xe kia là... Có à cái móc này, có móc để túi rác ở đây để đi đổ rác. Các bạn biết xe này bà tôi làm gì không? Chuyên chở sắt. Chứng tỏ xe này khỏe phải không? Ve chai. Chuyên chở sắt toàn mới tạ một, tức chứng tỏ con xe này vẫn ngon này. Chuyên chở mới tạ sắt một để đi bán. Anh gì? Con xe này của mẹ em thế này, chuyên chở sắt chở đồ đi cần ve chai này, đấy cũng tìm chiến lắm, chắc chắn lắm anh ạ. Mức độ cái này nó hơi ọc ạch tí này đấy. Chính những con xe kiểu như này không ai dự đoán là nó thắng nhưng mà nó sẽ thắng, hiểu không? Trận thi đấu đầu tiên của chúng tôi đó là thi đấu 100m. Thì cái này sẽ cần tốc độ rất là nhanh vì chỉ có 100m thôi mà. Bây giờ nhá, ai thua là phải xuống mò cá, khi nào mò được con cá thì mới lên, biết chưa? Trời này lạnh này mà mò cá thì... Ui... Đua thế này chắc chỉ Vinh thua thôi. Công rãnh đừng có so sánh đại dương anh ạ. Ai 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 không thế. Quá con nhiều. Vinh chấp lòng ngàn rồi. Thật ra thì nó không lòng được đâu. Nó chỉ thế chứ không lòng đâu. Yên tâm nào rồi đấy. Của anh. Của anh Côn này là yên này. Không, bây giờ nhá, xe mà gặp sự cố coi như là đen là vẫn phải thua. Đâu phải đợi lại, không có thi lại. Xe nào mà gặp sự cố coi như là đen đủi vì mới thấy mới bị thế thôi. Thì con xe tiên chiến này kéo khách lại thành gần nhất đi này, nhìn tiên chiến tần nhìn này chất này. Tôi phải cố gắng không thì trời này mà xuống mương mò cá thì các bạn phải biết là Vinh ơi, Vinh phải thắng anh Côn không? Vinh, tôi nghĩ Vinh thua lắm các bạn ạ, vì anh Côn cũng khỏe. Nhưng mà Vinh ơi, 100m rất là ngắn, em cố gắng bung sức là được nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. Vậy là anh Côn thua rồi. Anh Côn tồi tệ quá. Xe hư rồi. Xe anh Côn lúc đầu bảo là ngoan nhất, cuối cùng là hư luôn. Tuyệt xích rồi các bạn ơi. Ngã cá. Tuyệt xích rồi. À tuyệt xích không phải ngã cá. Tuyệt xích các bạn thấy không? Tuyệt xích rồi. Đó. Lúc đầu cũng nghĩ là Vinh thua cơ nhưng mà không ngờ anh Côn, xe anh Côn gặp sự cố, vậy là anh Côn người thua cuộc trong trận đua thi đấu 100m nha các bạn nhá. Cuộc đua tiếp theo chúng tôi sẽ thi đường dài, thì bây giờ chúng tôi sẽ đi một con đường khoảng độ gần 5 cây. Ai về đích cuối cùng vẫn bị xuống mương mò cá. Kỳ bây giờ mò cá thì mới được lên nhá các bạn nhá. Tay đua số 1. Chị Chín Bắc Linh chào anh em nhá. Chị Chín Bắc Linh chào anh em nhá. Bắc Linh 99 chả nghèo nữa. Tôi đã thua game 1 rồi, game thứ 2 tôi phải chiến thắng để có người mò cá cùng tôi. Ba tay đua sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3 bắt đầu. Anh Côn vẫn đi cuối cùng các bạn ạ. Vinh nhanh thế nhỉ? Vinh ngoại chân cho em ơi. Trước. Anh Côn ở phía sau các bạn ạ. Vinh ơi, mỏi chân chưa? Anh Côn chờ mày mỏi chân đấy. Đua chúng ta phải lúp gió như này thì mới đi nhanh được các bạn ạ.
cố gắng, tôi sẽ là người chiến thắng các bạn ạ. Tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng. Icon mấy Vinh còn yếu rồi. Vinh ơi, tiện mà đi nhanh cùng anh, mày mỏi chân đấy. Các bạn ơi, con xe của tôi cảm giác lăng lăng bánh rồi, sắp rơi bánh ra rồi sao ấy. Chú. Đua xe này thì tôi cảm thấy không mệt lắm các bạn ạ. Chạy bộ thì cảm thấy mệt, nhưng mà đua xe thì tôi cảm thấy là nó không tốn sức bằng chạy bộ các bạn ạ. Khả năng anh Côn mò hai con được các bạn, anh Côn nào cuối cùng. Vui nhìn đẻ rau khỏe thế nhỉ. Đua đường dài này chưa biết như nào các bạn ạ, mới đi được khoảng độ hơn cây. Con xe này tuy là cũ nhưng mà nó không bị hỏng hóc các bạn ạ, nó không bị tuột xích hay là không bị làm sao cả. Nhưng mà đến những khúc cua như này phải phanh bằng chân các bạn ạ, không thì rất nguy hiểm. Anh con đang bị chúng tôi bỏ rất là xa. Ra đây đường đẹp rồi. Vinh nó đang bám sát tôi các bạn ạ. Vị trí thứ bét và cũng là vị trí đi xuống ao mò cá vẫn đang thuộc về là Vương Côn. Cố lên. Lên Vinh. Ừ, lên Vinh. Ra đây em cho bám xe máy này. À, vâng, tay đua Vinh đang bức tốc để có thể đuổi kịp tay đua số 1. Đó chính là anh Dương thì đang kéo ra gần khoảng cách rồi. Thì đang kéo gần khoảng cách rồi các bạn ơi. Vinh đang khá là gần anh Dương rồi. Lúc đấy cách khá là xa thì bây giờ là gần hơn một chút. Nhưng mà vẫn còn khoảng 5 mét nữa mới tới em ạ. Cố lên. Bức tốc hết cỡ nào. Cỡ rồi. Mạnh mẽ lên. Wow, tay đua số 3 đang bứt tốc rồi. Vâng, đang khá là gần rồi. Tất cả ba tay đua đang khá là gần nhau rồi. Cố lên, anh Dương ơi. Lên tay đua lên Vinh, lên. Rồi, giữ khoảng cách, lên đi. Chỉ là giữ khoảng cách với xe lần sau đi. Rồi, giữ tốc độ này. Ba tay đua đang đuổi nhau rất là sát sao. Cố lên. Chỉ còn khoảng 1/4 chặng đường nữa thôi. Rồi, tay đua Vương Côn đang vượt tốc vượt lên. Cố lên. Wow, anh Côn đang khá là bức tốc mạnh. Anh Côn vượt lên rồi, không ngờ anh. Wow, anh Côn rất là khỏe các bạn ạ. Lúc đấy là anh Côn giữ sức. Anh Côn chuyên về những bộ môn này cho nên anh Côn biết khoảng cách giữ sức các kiểu. À, ra đây em kéo một đoạn anh Côn đây. Ngồi hẳn ra đằng sau lúc. Úi, các bạn trông dáng đạp xe của anh Côn này đấy. Dáng đạp xe chuyên nghiệp chuẩn bài như thế này đấy.
theo anh con tuần xích. Hỏi Vinh đã vượt anh con rồi. Xảy ra lỗi kỹ thuật. Đây ơi, tuyển thủ của chúng ta đã xảy ra lỗi kỹ thuật. Và lỗi kỹ thuật vẫn chưa được. À, sửa thành công thôi. Liệu tuyển thủ đứng vị trí thứ nhất bị tụt xuống vị trí thứ ba có bức tốc được thành công hay không? Anh con bị tụt xích. Bây giờ đến cổng làng thôi, chỉ còn độ 200m nữa thôi mà anh con bị tụt xích. Khả năng anh con thua rất là cao. Về đích rồi các bạn ơi. Về đích, về đích. Về đích. Việt Nam chiến thắng cái rồi. Bứt tốc, bứt tốc. 3. Đấy, xe của bà ấy. Đến đích rồi. Yeah. Yeah. Rồi tôi về đích. Ôi mỏi chân quá. Mỏi chân quá. Xe không có phanh các bạn ạ. Anh con ơi. Đua đường dài nhiều bất ngờ thật các bạn ạ. Tôi dẫn đầu cả buổi đi. À, gần đến ấy xong đúng lúc anh con bứt tốc lên, anh con vượt lên xong rồi. Ôi, anh con lại bị đứt xích. Ủa, cái đua đường dài này mà thật. Ôi, nhiều bất ngờ xảy ra. Ôi, tưởng là Vinh Vinh bét rồi mà. Tôi lại lỗi kỹ thuật các bạn ơi, không tôi cho hai này nó hít khói rồi. Các bạn ơi, giờ tôi dù hết chân cũng không biết không nói được lời lên lời nào. Vinh sướng à, tí thôi. Còn có mấy trăm mét nữa là về đi, xe tôi lại tụt xích. Trời ơi. Ủa, các bạn ơi, dù hết chân luôn này. Yeah. Bà ơi, con cảm ơn bà nhá. Đây bà cho tôi mượn xe. Con cảm ơn bà. Bà con vô địch đấy, con rất cả hai trò đấy. Bà, xe của bà đấy. Xe của bà tuy xấu nhưng mà rất là mạnh mẽ, rất là khỏe. Chất lượng tốt. Chất lượng tốt. Con không... xe bà... con xe này. Con chiến thắng cả hai trò bằng con xe này luôn bà. Yeah. Cảm ơn bà nhá. Em chẳng nghĩ gì về anh con trong vòng này không em? Anh con thì tôi nghĩ là tôi thua rồi các bạn ạ. Anh con bất tốc nhiều quá, đã không đèo không biết, tôi xích. Vinh, thế tôi lật kèo con đây. Vinh bây hiện tại người vui nhất vẫn là Vinh các bạn ạ. Vinh tưởng là phải mò cá chặt rồi nhưng mà thế nào anh con bị tôi xích. Đâu biết tôi. Và bây giờ anh con sẽ bị chịu phạt. Thì anh con thua cả hai trò thì anh con sẽ phải bắt ít nhất phải hai con cá thì anh con mới được lên. Rồi anh con nội chúng mương bắt. Ui, nước đấy này lấy đâu mà cá, làm sao bắt được cá. Nói chung là bắt cá thời điểm này rất là khó vì nói chung là cái mương này nó vừa cạn xong người ta mới máy nước này để máy nước làm đồng chứ thực ra cá rất là khéo sợ không có con nào các bạn ạ. Nói thẳng ra là rất là khó bắt cá. Thì không biết anh côn sẽ phải thực hiện hình phạt này trong bao nhiêu lâu mới bắt được hai con cá này. Giờ khua này để cho cá nó chạy ở rìa các bạn. Ở mương bé này tôi nghĩ là rất là khó bắt cá, bây giờ chỉ ra sông như đợt trước thôi. Khó bắt lắm, không biết bắt kiểu gì cơ. Sao mình chứ bắt, mình chắc bắt chỉ cả ngày không bắt được cái nào thật. Mình chỉ bắt rổ nó hết đi. Là anh côn lội ra giữa khu ơi. Đó đứng ở rìa khu nó chạy hết sang rìa bên kia. Có cá trong hang chả chơi thật chứ. Thật giờ thật đi. Anh côn sợ con nào nó chuồn chưa? Chưa. Cá ơi, cá chui vào đây đi, cá ơi. Giờ không bắt cá kiểu gì nhỉ? 15 phút trôi qua mà anh côn chưa bắt được con cá nào các bạn, khả năng đến phút này đến tối mới bắt được cá. Lạnh đấy các bạn ạ. Ngoài là không có cá vì nước nó đấy quá các bạn ơi. Nước nó nhiều quá rồi khó bắt cá lắm. Bây giờ anh côn chỉ có mang rổ này xúc thôi. Chứ thế này không bắt được đâu. Cá chết rồi.
Con này cá chết rồi. Không tính. Anh Côn đã giả vờ đi. Con này con cá chết nhá. Không tính. Định bịt các bạn. Anh Côn đã vồi như thật đi. Con này hỏi thừa. Thật nói chuyện. Ấy, à, mày chết té à? Chưa. À. Đấy em bảo rồi mà. À. Bảo đây xem lại cá sống không? Cá sống cá chết. Ui, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Con tay. Sao con cá gì yếu này? Cá rét, trời rét là thế. À ừ, khả năng. Ui, vẫn dậy đây. Rồi được một con. Này. Mới mà chỉ bắt được một con thôi thì cần phải kiếm thêm một con nữa mới kết thúc hình phạt. Rồi. Anh Côn thu hai lần phải bắt hai con đấy các bạn. Trời lạnh như này mà anh Côn phải xuống bắt cá, cũng mong anh Côn bắt cho xong nốt con nữa để cho anh Côn lên cũng khổ thân trông kìa. Bắt lạnh này phải lội nước. Đáng lên bắt được con nữa đi. Thôi từ giờ tới tối kiểu gì sẽ bắt được. Thôi cái đầu mày. Bắt được rồi đấy. Chỗ cái hiểm hườm này khả năng có cá rồi. Cố gắng lên. Được chưa? Từ từ thôi. Anh Côn toàn đập vào. Vào cái gì? Vào cái đầu mày à? Vậy là anh Côn đã hoàn thành hình phạt bắt được hai con cá. Anh Côn mang cá nó làm gì? Thả. Thả đem về. Thôi thả đi được. Gì thế bơi? Các bạn thấy không? Thôi thả đi, khổ thân nó. Thả đi lại bắt tiếp à? Đâu bắt được ấy. Căn bản là cá trời rét nó không bơi mấy. Yếu gì thả chạy vùn vùn à. Thả ra ngoài to này, thả ngoài bé nó khổ thân. Ngoài nào thế, nước ngoài ngoài bé này. Bye bye. Bố anh Côn mò được lại đấy. Thôi không nghịch nữa đâu, lên lạnh lắm các bạn ạ. Vậy là xong clip, nếu mọi người thích clip này hãy cho chúng tôi một like và đăng ký nha. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.